Vâng, và em Minh xin phép mời các bác hãy đeo tai nghe để thưởng thức chất âm những cặp loa JBL 2010, những cặp loa tuyển chọn đẹp xuất sắc. Chắc hiện tại thị trường không ai nhiều hàng về bên em được. Và giá cũng rất là tốt cho các bác anh em chơi. Tiếng dòng này thì nó thực sự là phê. Tiếng bát nó sâu, mà nó mềm, nó bị chói, tép tơi sáng, sạch sẽ. Một đôi loa bát 25 đánh được tốt, không gian tầm 30m thoải mái không nhé, 30-35m. Còn những bác nào thích thích đậm hơn thì hai đôi tùy. Ở đây em đang phối ghép một cặp nhá, một cặp đánh ngoài trời, đánh với một con đẩy DB thôi. Đấy, giá thì hiện tại cũng không khai giá luôn, là 12.500.000 đồng trên một cặp này. Trước đây em bán giá tôi là cao hơn tí, nhưng mà lần này về giá êm hơn thì bán luôn giá êm cho bác nhá. Tùy theo địa điểm, còn hiện tại bơm về hàng chỗ này em về hơn 20 đôi, bảo giá tốt cho bác anh em chơi luôn. Em sẽ test luôn nhạc cho bác, test ngoài trời. Ở kho nhà em thì không phung bạt được các nhá, thì thông cảm. Quay cái hình không biết nó đẹp không. Còn lại anh cho em tất cả em ơi, đã đưa ta đến đỉnh tuyệt vời. Đêm lặng lòi, giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sang, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui vui sương. Hương quê hương ta bé nhỏ còn trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ chơi đần bơ. Các bác cùng nghe thêm đoạn nhạc nữa nhá, em test hai thể loại nhạc khác nhau cho bác nghe cái độ chất của đôi loa, tiếng thật sự luôn này. Không biết thu hết vào âm điện thoại không, tiếng rất là hay luôn mà, đẳng cấp JBL. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ gì ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thơ có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong. Tiện đây thì em review luôn chi tiết nội thất cũng như review quảng bá cho anh em. Thì xem đây thì các bác quay lên thùng lốp hàng đây. Căng trước em đây nhá. Từ căng trước thùng vách đẹp hết các nhá. Đẹp hết thì chỉ có chưa vệ sinh thêm thôi. Thằng bãi mà các bạn. Thái lật cho anh từng cái bát một rồi, xong anh review chi tiết nhá. Thì bác phải check những đôi này trên trường bán mới cũng rất là đắt được nhá. Đấy. Ống luôn cái bát luôn, lật lên cho anh người lật đi. Lật đi, lật qua, lượt hết đi cho nghe. Ok. Ok Thái ạ. Đẹp lắm các ạ, đẹp mướt luôn ấy. Lô này em chuyển vào miền Nam nữa bác nhá. Hàng mới về ngoài Bắc nên là chưa có trong Nam đâu. Thì đời này toàn về via siêu VIP thôi. Cả 4010 em cũng về hàng, nhưng mai, chắc là hôm nay hoặc mai về hàng tiếp. Cả loa JD nữa. Đời này về toàn siêu phẩm thôi. Ok. Ok. Nhớ mình quay rất rõ ràng. Và tất cả những sản phẩm bên loa bên em là bao zin bao xịn, bảo hành 1 năm. Và ngoài ra thì hỗ trợ cho anh em nâng đời nữa. Nhà các bác mua nhà em đừng chán chê, nâng đời thoải mái. Quan điểm bán hàng khác các kênh khác hẳn luôn bạn. Rất là thoải mái luôn các nhá. Ok. Bác nào trước đời chơi những đôi loa nó được phần thấp, bởi vì nâng cấp lên đời phần được đời cao thì có liên hệ em. Gần như loa gì cũng có.
Bởi vì treo dài quá. Đây có nhìn cái lô hàng này đẹp này. Hiện đây em review cho bác luôn nhá. Thôi Thái ra phụ anh. Thì đây em sẽ phân kỹ ạ. Một cặp loa JBL 2010 này hiện tại các bác đang mua mới thì đang giá đâu khoảng 28-29 triệu nhá. Các bác mua bãi thì giá nó êm được hơn nửa tiền, hơn nửa tí. Và những con đời loa này đời nó rất là gần đúng nhá, đời rất là gần. Thì nó gần đâu bác nhìn, bác để ý mua hàng bác để ý này. Đây này. 2016 này. Đấy, bác hiểu không? Mùng 3/8/2016. Nghĩa là sản xuất 2016 nhưng không phải là đến tay khách hàng là 2016 đâu ạ. Nó phải tầm 2017-2018 bác nhá. Đấy, những đời cặp loa rất là gần, tuyển đẹp hôm nay. Những cặp loa xịn thì gồm những yếu tố gì thì đây em sẽ quay luôn. À quên. Và báo cáo với thì đây là dòng loa đến từ thương hiệu Mỹ bác nhá. Tất cả linh kiện nó linh kiện nhập khẩu của Mỹ, còn lắp ráp tại China. Vì cái bản đời gần này nó lắp ráp tại China cho nên là điều đương nhiên rồi. KP2010 này. Made in China đúng nhá. Mã series, cái mã series nó sẽ trùng theo mã phân tần và thùng bên trong đúng nhá. Vì em nhập đây nhập nguyên tháo một cái ba cái sàn ra. Đây là nó sẽ trùng series luôn nhá. Đấy còn khỏi tính luôn. Đấy. Để đánh được một cặp loa này thì các bác chơi cho em con đẩy tầm độ khoảng 400-500W là ok rồi. Các bạn ghép với đẩy bãi cũng được, vì đợt này em về nhiều đẩy bãi hoặc là đẩy mới cũng được. Nhưng vừa rồi này em hứa mình là test với con đẩy DB B2005 thôi, con đẩy có công suất là 500W kênh. Thì dòng JB ấy thì đặc nói chung ấy thì là cái độ nhạy nó rất là cao. Nên là không cần phải là công suất lớn cũng nhá. Và quay vào phần đây thì bác có thể thấy phần chép ạ. Chép của nó sử dụng là rút được dây ra không? Đây cái dây ra quay này. Đây. Đây. Nó sử dụng một củ chép, đó củ chép ánh 7 màu các nhá. Cái chép ánh 7 màu này là dòng chép đời cao nhất, hay bọn em cứ gọi là cái bằng cái thép uranium ấy, là dòng thép đời cao. Chỉ tích hợp trên những dòng loa đắt tiền thôi, như em bán hàng nhiều ấy, Hiếu Minh bán hàng nhiều gồm như trên những dòng loa như dòng kịch số của DMX là KB8012 này. Rồi những dòng loa JBL 6012, 4012, 2012, 2010 đều sử dụng thép ánh 7 màu hết. Nghe cái này nó tích hợp chỉ là dòng loa cao cấp, như các bác dễ tưởng tượng như vậy. Xung củ chép của nó là mã là 2414HC. Đấy, là mã series nhá. Cái dây của nó rất là dây nó bọc đây ạ. Dây bọc này. Dây nó to, nó mềm. Bọc rất là tỉ mỉ. Đấy. Và quay cái phễu lên này. Đây, quay cho bác cái pick luôn này. Dễ lắm các bạn, hàng xịn thì nhìn nó. Mặt sau gì ạ? Giữ cho anh cái thái ơi. Bạn hỏi trong kia của mình ạ. Đây vào các bạn nhìn thấy này. Đấy. Đây sẽ gồm tem JBL dập CNC dập khuôn luôn, nghe khuôn đúc luôn trên phần cổ côn đây. Và ở bên trên cổn phần cổ cổ tép đây. Và phễu ạ. Phễu đây. Phễu được thiết kế nhá, rất là dày dặn. Đấy, bác thấy không? Cực kỳ dày dặn luôn ạ. Đấy. Phần bát. Giữ cho anh cái bát ạ. Thái em bảo anh ấy đẩy xe lên cho em bé em này lên này. Thái, thế ta bảo anh ấy đẩy để cho người ta vướng để cái phần bát này thì bác ý này. Phần bát thì nó sử dụng đây là nhá, đối với tất cả cái phần bát zin. Nhá, phần bát zin có lý kẻ bác trước đây mua nhà ai hay là bác mua nhà em thì bác khi mở ra em phân tích đây này. Vì không ai vạch áo cho người xâm lưng cả. Phần bát zin em nói từ vừa zin nhá, là cái nguyên của nó đi vào này, có nhìn cái râu nó nhá. Nó chạy vào đây nó đổ dưới keo đây này. Nguyên zin nhá. Xong chạy vòng lên đây, họ hàn vòng ngược lên đây, xong tiếp theo là bấm khuyên. Tại sao nó từ bấm khuyên nghĩa là cái nó hàn vào thịt bạc nhá bác nhá, nhìn các bạn, nó rất là sạch sẽ. Đấy, khi bác rút ra rồi thì cái, nó sẽ mất cả keo này và nó sẽ nhe nhét. Đấy, bác được không? Em quay một cái quay bát zin cho bác nhìn luôn. Cái thứ hai nữa. Nhện dòng này ấy, nó dùng nhện đen bác nhá. Giữ cái. Cho em bỏ ra. Giữ nghiêng lên tí nữa lấy độ sáng. Đấy. Nhìn cho anh. Nhện nó sử dụng nhện đen và cái cổ côn nó ấy, là cái cổ côn nó là màu cái màu cái bọn em gọi màu vã trầu, màu là màu gì? Màu hơi đỏ đỏ, bọn em cũng gọi màu vã trầu ấy, đấy, nó dễ nhá. Nó dễ nhận diện đấy. Và cái thứ ba nữa là đây bác nhìn cái viền tràn nó này, thấy không? Nó làm bằng máy này. Một chi tiết em zoom tối đa lên cho bác xem quay ban ngày, bác nhìn tối đa độ chi tiết của cái phần xịn. Đấy.
và gân nhuộm tẩm dầu là 3 lớp các nhá. Còn rất là giờ dưỡng, vì cái dòng này cái căng của nó ấy, là căng của nó ấy, là cái căng ở trước ở trong ấy là có phần lưới chắn bụi, nên là cái dầu dưỡng bên trong nó còn rất là dày. Và cái đặc điểm nữa là cái logo nó xoay được các nhá. Ấn thái thái cho anh thử thực tập cho anh nào. Logo xoay các nhá. Đấy. Ok chưa? Đây là cái thứ ba. Cái thứ tư là phần nó sẽ giảm sốc ở đây rìa này. Và cái mối cài thì thường nó sẽ có một lớp keo nhá. Để em rút hết ra rồi. Keo keo mỏng này. Keo màu đen đen. Đấy. Keo cài. Được. Đúng rồi, đúng rồi. Keo. Ít có cái có cái thể là có những cái em rút ra thì nó bung keo keo theo, nhưng mà nhìn đây nó vẫn còn này. Đấy, keo. Đấy, rồi ok. Rồi nhấc anh cái bát ra cái ạ. Vâng, đảo bên nhớ đây. Một cái đặc điểm nữa. Đối với GB thì có rất nhiều nó sản xuất đây là nó sẽ zin từ ngay phần cổ, phần cả phần nón. Các bác để ý này. Từ từ các linh kiện nó muốn zin thì các bác nhìn đây. Sao thiếu độ sáng nhỉ? Em dọn anh cái đèn vào đây. Đây bác đủ độ cho anh tí đèn rồi. Rõ chưa? Rõ chưa? Nghiêng tí nữa nha. Đấy, đấy, thấy chưa? Em đang dọn, em zoom lên em dọn này. Thì mới nhìn được rồi, tại vì phải dọn thêm cam flash vào. Đây, vậy đây. Nghe nó sẽ có mã cổ phần lón bác nhá. Mã cổ phần lón các bạn. Mã phần lón này, ok. Tiếp theo là mã màng ạ. Mã màng. Các bạn nhá, mã màng. Còn tất nhiên là chắc con này phải có mã côn, nhưng mà con này nó không phải côn hở nên là không nhìn được. Cũng như 4012 nó sẽ có côn hở là mình nhìn được ngay. Nhưng mà rất nhiều thì bác nhìn vào điểm zin đây. Đấy, bác phân em phân biệt một số điểm. Ở nó không liên quan đâu, nó phụ kiện. Đây có nhìn. Quả phân tần thứ nhất nó sử dụng một cuộn cảm. Đây. Đấy, rút ra. Một cuộn cảm. Đấy. Một cuộn cảm lớn và một cuộn cảm nhỏ. Ba tụ. Đấy, ba tụ do CD là nguyên nghiêng lên cho anh. Thiếu độ sáng. Đây, theo CD này. CD thùng này bác nhá. Đấy. Ba tụ này, hai cuộn cảm và bốn trở. Tụ trở nó sử dụng trở Benelux. Và cái hai là bóng chống cháy. Cái bóng chống cháy này này nó dùng một thời gian rồi, được mấy năm rồi, nên là keo nó sẽ bị đục đục, các bạn nhìn chưa. Đấy, đục co này, đục này. Đấy, và cái bóng này nó nhiệm vụ của nó là đỡ, nó điều tiết để cho đỡ bị cháy bát cháy chép khi bác bị hắt quá ngưỡng ấy, đỡ bị cháy bát cháy chép các nhá. Đấy, tổng quan tất cả em review chi tiết nội thất với cặp loa zin xịn đẹp như hôm nay. Đấy, bao mua thì hàng bãi thì nhất những cặp đẹp như em thì mình đang review đây, thì các bác thực sự là cái điều tuyệt vời. Em sẽ review thêm cái phần nội thất cho bác nữa này. Phải thái nhất cho anh vậy. Quay hết này. Bắt đầu đấy, mời con thử. Đấy. Đẹp long lanh nha bác nhá. Không phải nghĩ luôn. Hàng về. Đấy, con này gãy trở này. Nghe tuột cái chân trở thôi các bạn. Cái gãy tuột chân trở này. Không sao, cái chân trở tuột thì mình hàn lại thôi. Đấy. Ok. Nhấc lên. Nhiều quá các bác ấy quay biết đâu ấy, xem cái hàng về nhiều chứ. Kênh em bán ý là bác đi rồi, là nhập nguyên một. Người ta tháo bên kia là tháo nguyên một cái ba ra. Sàn ra thì mình nhập được nguyên đấy, chứ không phải như các cửa hàng khác họ nhập mấy đôi đâu. Có khác các bác nhá. Và tất nhiên là Hiếu Minh bán cả thợ thuyền nữa. Anh em thợ thuyền có nhu cầu san nhượng 3 năm đôi là bán giá thợ rồi. 3 năm đôi có giá thợ cho 3 năm đôi nhé. Đẹp luôn. Ok. Giá 12 triệu 500 ngàn đồng một đôi nhé. Với cái mức giá này như cặp loa mà tầm cùng cái lúc đấy như kẻ Auditor chưa chắc đã ăn được đâu, không ăn được đâu. Nhưng nó 25 nhưng nó có võ rất là gọn. Đặc điểm của JBL ấy, nó đẳng cấp rồi. Và nó là mãi mãi. Và cái quan trọng bác mua cái hàng bãi mà những hàng lướt như em đang review đây, chưa vệ sinh đây, nó đẹp như này rồi, đã đẹp như này rồi thì bác chơi ấy, thì tuyệt vời luôn. Thì mình quay tổng quan những cặp loa đẹp như ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Nguyễn Lô nhé. Một lô em về được khoảng 23-24 cặp gì đấy, khoảng đấy review hết tất cả đây rồi. Anh em có nhu cầu liên hệ em, và xin ái chào tiếng bác nhá.